anh đêm nay đi đâu? Giỏi quá ha. Em hỏi anh sao đi văn cầu. Văn cầu mặc đồ đẹp quá vậy hả? Trời ơi, em hỏi nữa nè. Em hỏi anh văn cầu ra
gần đây cho em hôn anh một cái nha. Nhớ về sớm nghe ông xã. Anh biết không, em ở nhà không có yên bụng. Nắng mưa bất ngờ